Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong tỉnh, từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, huyện Tân Biên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Công tác tiêm ngừa được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn, người dân yên tâm tiếp nhận mũi tiêm. Sau khi nhận vaccine theo kế hoạch, huyện Tân Biên đã tổ chức tiêm chủng cụ thể, có các phương án tổ chức bảo đảm 3 yếu tố, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Thì chúng tôi cũng xác định cái công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID cho người dân trên địa bàn xã là một nhiệm vụ trọng tâm mà hiện nay là người dân đang rất mong muốn. Thì hiện nay người dân xã Thành Tây với cái tỷ lệ tiêm chủng đạt cũng tương đối là khá, khoảng trên 15% dân số của xã đã được tiêm chủng. Phải nói rằng chủ trương của ban chỉ đạo huyện cũng như là của huyện ủy, ủy ban nhân huyện về việc tiêm chủng vaccine cho người dân trên địa bàn xã thì được bà con rất là đồng lòng, đồng thuận và phấn khởi. Từ sáng sớm ngày 8 tháng 9, nhiều người dân xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên đã đến trung tâm y tế huyện để tiêm vaccine. Hôm qua em có nhận được tin nhắn là tiêm nên là em thấy nếu mà tiêm xong rồi thì em đỡ lo hơn, tại giờ dịch chuyển biến rất là khó lường. Ở nhà em thì ba mẹ em thì chưa được tiêm, chỉ có em với lại em là được đi tiêm. Em cảm ơn bộ tiêm chủng đã cho cơ hội để tụi em được đi tiêm ạ. Nhà có hai mẹ con đi tiêm hết. Nói với nhà nước mình lo cho mình vậy là tốt lắm rồi, thuốc gì tiêm cũng được hết. Không kén chọn chủng loại vaccine, khi có cơ hội được tiêm ngừa vaccine Sinopharm, người dân thị trấn Tân Biên và xã Thạnh Tây đã không chần chừ. Vì hơn ai hết, người dân đã thông hiểu, chỉ có vaccine mới bảo vệ được mình trong đại dịch. Đảng và nhà nước đã tập trung vào cái tối đa về cái ưu tiên về chăm lo về cái sức khỏe cho người dân. Riêng về tôi đó thì cũng được tiêm được một mũi thì tôi thấy là rất là yên tâm. Trước khi người dân vô tụi em phải kiểm tra tin nhắn. Nếu có tin nhắn tụi em mới bắt đầu khám sàng lọc là đo huyết áp và vô cho bác sĩ khám, sau đó là tiêm. Sau đó đợi theo dõi sau tiêm khoảng 30 phút. Nếu bệnh nhân ổn định thì cho về. Tiêm cho đến khi nào mà người dân hết thì thôi. Huyện Tân Biên đã tập trung toàn bộ nhân lực thực hiện tốt tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Toàn huyện có 10 điểm tiêm chủng tại 10 trạm y tế xã và 1 điểm tại trung tâm y tế huyện. Trong quá trình tiêm chủng y tế thì chúng tôi cũng chuẩn bị thật là tốt cái khâu bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tiêm chủng, thành lập các tổ cấp cứu kịp thời, đầy đủ các phương tiện, thuốc và các trang thiết bị để cấp cứu nếu có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm xảy ra. Nhưng trong quá trình tiêm chủng, từ chiến dịch tiêm chủng từ đầu mùa đến giờ, chúng tôi đã thực hiện trên 19.000 mũi tiêm cho người dân trên địa bàn và chưa có một trường hợp nào có phản ứng nặng xảy ra sau tiêm. Thì chúng tôi cũng đã cử đi tập huấn 37 nhân viên y tế để về thực hiện tốt mục tiêu tiêm chủng cho người dân trong địa bàn với phương châm tiêm thật nhanh, an toàn, hiệu quả. Đối với những vaccine mà của tỉnh phân phối về cho trung tâm đều tiêm đúng cho những đối tượng và cho người dân theo cái quy định. Biến thể Delta với tốc độ lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn, gia tăng độ phức tạp khó lường. Vaccine chính là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống dịch bệnh. Huyện Tân Biên đang triển khai nhanh việc tiêm hết số vaccine được tỉnh phân bố, đồng thời xét nghiệm sàng lọc để tách F0 ra khỏi cộng đồng, mở rộng thêm những vùng xanh.